Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì theo công bố của Blizzard và NetEase, tựa game siêu phẩm Diablo Immortal trên điện thoại sẽ chính thức ra mắt vào nửa cuối năm 2021. Thì trong lúc chờ đợi cái game ra mắt thì mình cùng xem trailer cho rõ game nha. Và theo một số thông tin mình tìm hiểu, tựa game Diablo Immortal này sẽ có một đợt thử nghiệm lớn vào ngày 15 tháng 7 sắp tới. Thì đợt thử nghiệm này, game sẽ mở rộng ở nhiều khu vực hơn, nhiều quốc gia hơn và mở rộng trên một nhiều thiết bị hơn. Thì mình đang rất mong chờ cái đợt thử nghiệm này để xem mình có thể tải về và trải nghiệm game được hay không. Thì cái tựa game Diablo này phải nói là huyền thoại trong làng game RPG rồi, nên mình rất là mong chờ. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đến ngày 15 tháng 7 xem như thế nào nha. Nếu人类想要生存，他们必须团结一致，共同面对崛起的黑暗。而这，也许还远远不够。